Nga tiến hành một cuộc tấn công phối hợp phức tạp bằng tên lửa và máy bay không người lái lần đầu tiên sau hơn 2 tháng nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Mật vụ Ukraine đánh bom ám sát tham mưu trưởng hạm đội Biển Đen của Nga. NATO sốt sắng kêu gọi viện trợ cho Ukraine trước nỗi lo tân Tổng thống Donald Trump cắt bỏ viện trợ Kiev. Ukraine sẽ cân nhắc những bước đi ra sao trước các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Nga. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận Quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh rối ren khi tân Tổng thống Donald Trump có thể cắt giảm viện trợ cho Ukraine, thì sau khoảng 2 tháng khá yên bình tại thủ đô Kiev, quân đội Nga đã tập kích dồn dập trở lại nơi này, đồng thời tạo thế uy hiếp vùng biên đông bắc của Ukraine. Nhiều quan chức và nhà phân tích quân sự nhận định thời điểm trước khi ông Donald Trump nhậm chức là khoảng thời gian rất quan trọng đối với hai bên xung đột, đặc biệt là với Ukraine, buộc họ phải cố gắng giành lại nhiều lãnh thổ nhất có thể. Tình hình chiến sự ở Ukraine sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế nào? Nga và Ukraine có khả năng đối phó ra sao trước sức ép này? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn trước khi đi vào bình luận. Theo đó, cơ quan quân sự thủ đô Kiev của Ukraine tuyên bố, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công kết hợp tên lửa và UAV vào Kiev, đánh dấu cuộc tập kích đầu tiên theo loại hình này sau 73 ngày. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cũng thông báo Nga đã khai hỏa tổng cộng 96 vũ khí các loại nhằm vào lãnh thổ nước này, trong đó có tên lửa phòng không S-300, tên lửa hành trình KH-101, tên lửa đạn đạo, chiến thuật. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết thêm, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 2 tên lửa KH-101, 2 tên lửa Iskander-M và 37 UAV tại khu vực Kiev cùng 7 tỉnh khác. Đây là vụ tập kích tên lửa đầu tiên nhằm vào Kiev kể từ ngày 26 tháng 8, khi Moscow phóng hơn 200 tên lửa và UAV vào loạt mục tiêu trên lãnh thổ đối phương. Ngay từ đó đến nay vẫn thường xuyên tập kích Kiev bằng UAV tự sát. Trong đó, đòn đánh hôm 30 tháng 10 dường như đã đánh trúng và gây hư hại trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Giới chức Kiev cho biết, cảnh báo phòng không được ban hành vào lúc 6 giờ 30 hôm nay do mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình KH-101 khi những quả đạn này tiến vào vùng trời thủ đô Kiev. Lực lượng Nga tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về phía Kiev, đòn tấn công kéo dài hơn 2 giờ. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết tâm sử dụng những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ để hỗ trợ Ukraine, gửi cho Kiev càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt. Với việc ông Trump lên nắm quyền, nhiều nước quan ngại viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị cắt. Viện trợ quân sự của Mỹ rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump từng ra hiệu rằng ông không muốn tiếp tục cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy rằng chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang leo thang căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Để có cái nhìn rõ hơn về cuộc xung đột này, biên tập viên Nga Vũ xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia chương trình Bình luận Quốc tế ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ông là chuyên gia kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính Bất động sản Toàn cầu, Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia, việc Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine và kết hợp giữa tên lửa cùng máy bay không người lái UAV lần đầu tiên sau hơn 2 tháng cho thấy Nga đang thay đổi chiến lược gấp rút như thế nào? Tôi xin phép được hỏi chuyên gia Lê Văn Cương. Xung quanh cái vụ tấn công của Nga vào Kiev vừa rồi, dư luận phương Tây có hai chiều. Một cái xu hướng khẳng định đây là cái giai đoạn cuối của Nga tấn công vào thủ đô Ukraine. Thứ hai, ở phương Tây nói rằng là cái tấn công của Kiev nó chứng tỏ là cái mặt trận quốc Nga đang ở thế khó khăn. Cho dù 2-3 tuần vừa rồi họ thể tiến công, nhưng mà những ngày gần đây thì rõ ràng Ukraine đã lấy lại được cái đà. Chứ xung quanh cái tấn công vào cái thủ đô Kiev của Ukraine, đấy là một cái phép thử. Tôi cho đến phép thử của Nga. Cái thử phản ứng đấy là xem cái khả năng phòng thủ của Ukraine đến đâu. Bởi vì nói gì thì nói chứ tất cả quốc gia đều tổ chức phòng thủ thủ đô cả. Trận đánh vừa rồi tôi cho là phép thử thôi. Xem cái khả năng phòng thủ của Ukraine đến đâu. Và sau đấy mình tính toán một cái chiến lược khác. Thì tôi nghĩ như vậy. Nhưng thật ra thì cái tấn công vừa rồi ở Kiev cũng không có thiệt hại gì lớn cả. Bởi vì tập trung vào Nga thì có, tôi thấy Nga có một cái hay là họ không có đánh vào dân cư, chủ yếu đánh rừng vũ trắng đấy.
Nhưng mà thật ra thì từ 2 năm, 2 năm rưỡi nay đã có trúng được cái cơ quan tham mưu của Ukraine đâu ạ. Chưa hề. Chứ phải nói là tình báo bắn Nga thì tôi cho ra là buồn. Xin lỗi các bạn là Nga, Ukraine là bên cạnh Nga 80 năm nay rồi. Đúng ra là từng cái làng phố một, đường đường phố một, từng cái ngõ phố một nắm tay Nga cả. Nó phải xa lại chứ đâu ạ. Nga mà tấn công Tây Ban Nha thì còn chuyện khác. Ukraine là một bộ phận gắn liền với Nga 80 năm vừa rồi. Thế đến bây giờ, cái bàn cờ quân sự Ukraine cũng nằm được. Chứ tôi cho ông đấy là cái thất bại của Nga, có thể nói như vậy. Một cái sai lầm và thất bại. Một cái yếu kém của tình báo và an ninh Nga, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, trước đây thì chuyên gia đã từng có nhận định rằng Nga có khả năng sẽ lấy lại được vùng Kursk trước khi mà có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Vậy thì hiện tại chuyên gia có bình luận như thế nào ạ? Khoảng giữa tháng 10 thì một lần tôi đã có nói với các bạn rằng tôi nghĩ rằng cái tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11 trước cái bầu cử tổng thống vừa rồi thì có khả năng Nga sẽ tấn công. Nga sẽ đẩy toàn bộ quân Kiev ra khỏi cái quốc. Nhưng về tiến lược của tôi đã sai. Cái tiến lược của tôi sai nó chứng tỏ một cái điều. Đấy không phải là chủ trương của Nga chứ được Ukraine khỏi quốc. Mà thực lực của Nga không làm nổi. Phía sau đấy nó phản ánh một cái điều là rõ ràng Nga có vấn đề về lực lượng. Cả về quân số, cả về vũ khí. Cũng phải thông cảm với bạn rằng là cái hệ thống vệ tinh của Mỹ bay trên trời 100 cái vệ tinh. Mỹ phục dùng 100 vệ tinh quân sự để chỉ điểm tất cả những vị trí quân sự của Nga cho Ukraine. 2 năm rưỡi vừa rồi là Nga đánh theo cái tình báo của Hoa Kỳ. Tình báo điện tử Hoa Kỳ. Nếu không có tình báo điện tử thì Ukraine không bị Trump rảnh à. Chứ phải nói rằng là đúng là từ ngày 6 tháng 8 đến bây giờ, hôm nay là đã hơn 2 tháng rồi mà không đuổi được cái quân lính Ukraine ra khỏi quốc thì tôi cho đấy là một cái phía sau vấn đề này là một cái yếu kém thực sự, một khó khăn thực sự của Nga chứ không phải là một chiến lược như đâu đấy người ta nghĩ rằng là cấu nhự. Nga muốn giam chân Ukraine tại quốc, có lẽ ai đấy mà nói như vậy thì không phải, nó phản ánh thực chất cái sức mạnh của Nga đến giờ phút này. Kéo căng quân trên một cái tuyến ngàn cây số. Và chắc chắn phải bố trí lực lượng vào giữ cái trận tuyến bằng ngàn cây số đấy. Và lực lượng dự bị không đủ sức nữa. Không đủ sức tấn công quốc nữa. Cho nên đây hoàn toàn không phải là một cái chủ trương gì, một cái sáng tạo gì của Điện Kremlin cả. Mà sẽ bất cập, khó khăn. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine đã xác nhận rằng cơ quan này đứng đằng sau vụ ám sát ông Valery Chanskovsky, là vị tham mưu trưởng của một lữ đoàn tàu tên lửa thuộc hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về các hoạt động của quân sự của Nga-Ukraine ở bán đảo Crimea? Cái vụ ám sát một cái có thể nói là một sĩ quan cấp cao, được đào tạo rất cơ bản, nắm trong tay toàn bộ bí mật ở Crimea. Cái điều này phản ánh hai điều. Một, tôi phải thừa nhận rằng là cái lực lượng tình báo an ninh của Ukraine, lực lượng trong đến giờ phút này không thua kém gì lực lượng Nga cả. Muốn làm được việc này chắc chắn là phải có thông tin. Mà tôi thấy rằng lực lượng an ninh tình báo Ukraine cũng là một lực lượng mà không phải là yếu kém. Trước hết phải biết được cái có thông tin này. Cái điều thứ hai nữa là đấy phải nói là cái hiện đại của vũ khí phương Tây. Cái vũ khí sử dụng vừa rồi hoàn toàn không phải của Ukraine, của NATO. Và cũng chứng tỏ rằng là sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ và NATO vào cuộc chiến này rồi. Cả 90% cái điểm mà Ukraine tập kết đều dưới sự chỉ đạo của Mỹ và NATO hết. Không có thông tin cung cấp của Mỹ và NATO thì Ukraine là mù không biết gì cả. Có thể nói thẳng như vậy.
Chứ cái điều thứ nhất muốn nói là cái vụ vừa rồi thì nó phản ánh những cái lực lượng tình báo an ninh Ukraine là một lực lượng mạnh. Họ có khả năng nắm chắc cái nội tình của nước Nga. Trong chiến tranh thì quan trọng nhất là thông tin thôi ạ. Cái bộ thông tin nằm ở đâu? Chiến tranh Việt Nam vậy thôi. Tất cả một chiến tranh đều thế cả. Đối phương phải tìm ra cái nơi quan trọng nhất của đối phương. Họ nắm chắc. Tôi cho đấy là cái sức mạnh của an ninh tình báo của Ukraine. Cái điều thứ hai phải nói rằng là cái sơ hở yếu kém của lực lượng an ninh tình báo Nga. Cả lực lượng phòng thủ. Thôi phòng thủ thì tôi muốn nói tiêu nhân nhiều lần nói các bạn rằng là kéo căng trên một diện tích mênh mông như vậy thì khả năng phòng thủ là cũng có khó khăn của Nga. Nhưng nói gì thì nói cho cái lực lượng an ninh tình báo Nga cũng yếu kém. Khả năng phòng thủ của Nga của Hàn thôi ạ. Nha. Trước đây tôi tiếp cận thông tin nói rằng S-300 như vậy là có khả năng phá hủy một lúc là 36 mục tiêu trên trời. Hóa ra không phải thế. Cái vũ khí của Nga và lực lượng, cái người cầm vũ khí Nga không hiện đại đến mức độ như là thế giới thấy. Và cuộc chiến này càng bộc lộ ra một cái điều Nga hoàn toàn về mặt quân sự. Nếu như ngày xưa Liên Xô Hồng quân Hải quân Liên Xô 10 thì tôi tin rằng Nga hiện nay chỉ còn là 1-2 thôi. Trừ cái kho vũ khí tên lửa và đạn đạo. Có thể nói như vậy. Cho nên cuộc tấn công mà tiêu diệt một cái sĩ quan cấp cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong đường tình báo của Nga ở Crimea nó phản ánh hai điều. Một, cái khả năng tốt của tình báo an ninh Ukraine. Cái thứ hai là cái yếu kém của an ninh tình báo Nga. Thực chất mà nói. Và song song với nó là cái khả năng phòng thủ. Quá nhiều sơ hở. Mà không phải lần này đâu ạ. 2 năm rưỡi này đã hàng chục lần sơ hở rồi. Cái trận quốc vừa rồi ạ. 2-3 ngày vừa rồi Nga thiệt hại lớn lắm ạ. Trời ơi sao mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cái hệ thống tình báo qua cái vệ tinh của mình nó giỏi đến thế. Mà cả đoàn xe đi lừng lững thế. Chết rồi. Tôi nói rằng đây tôi không loại trừ trong lực lượng của Nga có điệp viên của Ukraine cả cắm vào. Chắc chắn có. Thậm chí ngay cả trong bộ tổng tham mưu cũng có. Tôi không loại trừ trong cái bộ tổng tham mưu quân đội Nga hiện nay có người làm việc cho Ukraine. Tôi hoàn toàn không loại trừ khả năng này. Chứ còn tôi nghĩ rằng Ukraine đã khôn ngoan cài cắm được người vào trong nội bộ Nga. Ngược lại Nga không làm điều này. 2 năm 8 tháng nó không làm điều này. Đây là cái bất cập. Cái sai lầm. Xuất phát từ cái chủ quan của kẻ mạnh. Được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, ông có đồng tình với những nhận định vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Cương không ạ? Tôi muốn bổ sung một cái điều. Đây là cái cuộc chiến chống lại cả một chính phủ, cả một quốc gia và cả một cái dân tộc. Tại vì cái người ở Ukraine họ vẫn nghĩ rằng họ là một cái bộ phận riêng tách rời ra khỏi dân tộc Nga. Và họ có cái quyền, cái chủ quyền của họ. Thành lập một cái chính phủ, họ có lãnh thổ, họ có con người và họ có cái chủ quyền trên lãnh thổ của họ. Thì đấy chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái cuộc chiến tranh mà một quốc gia xâm lược trong lịch sử cận đại đều thất bại cả. Tại vì những cái cuộc chiến đó là những cái cuộc chiến chống lại người dân của cái nước đó, chống lại cái quốc gia đó. Rồi đấy, qua bên Afghanistan cũng vậy. Mỹ vào một cách rầm rộ để đập một cái chính phủ dân sự tại Afghanistan. Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng thua cái nhóm Taliban. Và bây giờ Taliban đứng lên để mà cai trị cái đất nước của họ. Và đấy, Ukraine rõ ràng. Thành ra cái sai lầm lớn nhất của Nga trong cái chuyện này là đánh vào một quốc gia có chủ quyền. Dĩ nhiên Nga thì nhìn khác. Nga thì nói là về vấn đề lịch sử, Ukraine là một phần của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi phải lấy lại cái phần đó. Và họ, và theo Nga thì Ukraine không có cái lý do để tồn tại, không có cái quyền để tồn tại. Và phải sáp nhập vào trong lòng của người dân Nga. Và cái lãnh thổ của Ukraine thuộc về Nga. Thế nhưng mà
Cái đó không phải là cái mà những người Ukraine họ muốn. Cho đến bây giờ sau gần 3 năm chiến tranh cũng chưa có một cái cuộc tổng tuyển cử nào để hỏi ý dân xem là các anh chúng ta muốn bảo vệ đất nước của chúng ta hay không. Thế nhưng mà với cái sự mà kháng cự một cách nó mãnh liệt của người dân, của quân đội Ukraine, của chính phủ Ukraine, thấy rõ ràng rằng tất cả mấy chục triệu người dân Ukraine đang đứng lên bảo vệ cái chủ quyền của họ. Và cái đó là cái mà hình như là một cái tính toán sai lầm của Nga. Bên cạnh đó thì đấy, những cái vấn đề mà chẳng hạn như ám sát một cái tư lệnh hải quân như thế này, nó chứng tỏ là cái sự yếu kém của quân đội Nga. Yếu kém về mặt kỹ thuật, về những cái trang bị kỹ thuật, những súng ống của Nga đem ra tại chiến trường Ukraine thấy rằng quá lỗi thời. Và đến cuối cùng thì Nga dọa sử dụng vũ khí nguyên tử. Chứ còn nếu mà lấy vũ khí truyền thống ra mà đánh lại, trong khi đó vũ khí của Mỹ tràn vào, của NATO tràn vào để chống lại với những cái vũ khí của Nga, thì rõ ràng Nga rất là yếu thế. Mà không những về mặt trang bị, mà về mặt con người cũng vậy. Lính Nga chết rất nhiều và hình như là không có một cái sự luyện tập, không có một cái sự huấn luyện cho nó kỹ càng. Và bây giờ thì Nga phải cầu viện đến cả Triều Tiên. Và Triều Tiên đã theo những cái thông tin trên báo chí thì Triều Tiên muốn gửi đến 10.000 quân đến Ukraine. Và hiện tại tôi không biết là ít nhất là 5.000 quân đã đến Ukraine và sẵn sàng ra chiến đấu. Mà đến cuối cùng thì chưa biết thắng bại như thế nào. Tuy nhiên, tình hình thế giới đang thay đổi. Chúng ta chưa biết rằng trong mấy tháng tới, sau khi mà chính phủ Mỹ có một cái thay đổi tại Nhà Trắng, thì nó sẽ dẫn thế giới đi về đâu, dẫn Mỹ đi về đâu và dẫn Ukraine đi về đâu. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, dường như những góc nhìn và quan điểm của chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu khá khác so với ông đúng không ạ? Đúng là ở mức độ nào đấy thì có những cái chỗ mà nó còn khác nhau. Nhân tiện này thì tôi muốn nói với các bạn thế này. Cái triệt lý quân sự của Putin trong cuộc chiến giữa quân sự ngày 24 tháng 2 năm 2, theo quan điểm của riêng tôi thì lần đầu tiên trên thế giới có một cuộc chiến tranh. Tôi nghĩ rằng cái triệt lý quân sự trong cuộc chiến này là gì? Không đánh vào dân. Nó khác về mặt một chiến tranh khác. 24 tháng 2 thì Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Cái buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện, Tổng thống mưu trưởng Liên quân Mỹ có phát biểu thế này: Ukraine chỉ chống được 3 ngày, tối đa 5 ngày. Nhưng mà Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ đánh giá sai. Cái cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2 nó khác cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq tháng 3 năm 2003. Chiến tranh là hủy diệt, sử dụng tất cả những cái có thể dùng được để bẹp ngay tức khắc. Trong 2 tuần chính quyền Iraq cũng mạnh lắm đấy, là một cường của quân sự ở Trung Đông đấy, tan. Trên ngày 24 tháng 2 năm 2022, cái đó 2 năm đấy, Nga không dùng phương thức này, chiến thuật này. Anh bị diệt cứu ấy thì tôi tin rằng là có lẽ cùng một tuần thì không nói nhé, chắc 1-2 tháng là sống thôi. Trên kỳ như vậy là 2.5 năm mà cái số người của nó chết á, chỉ do bom đạn người Nga của đáng kể đó, chỉ bằng phần 10 cuộc chiến Israel ở Gaza thôi ạ. Trên đây là một cuộc chiến tranh mà không hủy diệt. Lần đầu tiên trong lịch sử văn minh thế giới có một cuộc chiến tranh không hủy diệt. Cái tính chất của nó phải nhận thức điều này. Cái điều thứ hai là phương Tây, 100 cái bài phương Tây thì chắc là 99 bài nói rằng là Putin quan niệm là Ukraine là của Nga, không phải đâu. Lịch sử thì có thật. Từ năm 862, năm 862,
hoàng tử Oleg đã tập hợp tất cả những cái bộ tộc của người Slav, hình thành một cái gọi là nhà nước là Ruskiev cổ ở Kiev. Trước năm 882 chưa có nhà nước Nga đâu, chưa có nhà nước Ukraine nào. Từ 882 bắt đầu Ruskiev, đến giờ phút này 145 triệu người Nga, bao giờ người ta cũng nghĩ rằng là quê cha tổ người ta là Kiev Ruskiev. Cũng như người Việt Nam ta, dù là đi bốn phương trời chăng nữa thì vẫn là con cháu của Hùng Vương. 145 triệu người Nga bao giờ ông thừa nhận gốc tổ xưa của tổ tiên người ta là Ruskiev năm 1882. Và từ đấy mới phát triển thành cái nhà nước Ukraine mới hình thành thế kỷ 15 thôi. Tách khỏi Ruskiev, phát triển ra phía đông, phát triển phía bắc phía nam. Và nước Nga chinh phục 500 năm liền, nước Nga chinh phục châu Âu. 500 năm liền. Trở thành Nga và phía bắc thành Belarus Bạch Nga. Cho nên bây giờ thì người Nga, người Bạch Nga người ta bao giờ cũng nói tổ tiên người ta là Ruskiev cả. Lịch sử phải biết như vậy. Và tôi nói với các bạn là con ngốc bóc nhìn văn hóa đó. Cả châu Âu chỉ có vùng văn hóa người Nga, Ukraine, Belarus và Serbia, Slav. Không có vùng văn hóa thứ hai nào cả. Cái điều cuối cùng quan trọng nhất Putin dừng lại là Ukraine không vào NATO. Cái lề lề đơn giản thôi ạ. Khi NATO, Ukraine thành viên NATO đó, tên lửa siêu thanh của Mỹ đặt ở Ukraine chưa đến 4 phút thì phá tan cái điện Kremlin. Nên nhớ trong khung thời gian 4 phút không có một hệ thống nào để ngăn chặn được cả. Cái tên lửa vượt đời châu của Nga đặt ở Viễn Đông bắn sang Mỹ, rõ ràng Mỹ có khả năng bắn để chặn được hết, cũng phải mất 45 phút, vì vào đó bị 35 phút ngăn Mỹ. Chứ còn 3 phút 9 từ Ukraine vào đèn Ukraine không thể được. Chứ mục tiêu ý đồ của Putin thôi mày kể mày, mày muốn làm theo ai theo tao không cần, nhưng mà không được vào NATO. Mà tôi nói với các bạn là ngày 29 tháng 3 năm 22, sau khi một thằng rưỡi chiến đã xảy ra rồi, 22 tháng 2 năm 22 xảy ra chiến tranh, 29 tháng 3 45 ngày sau, ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã chấp nối cho hai đoàn Nga về Ukraine đàm phán ở Istanbul. Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022, cái đoàn Nga và cái đoàn Ukraine là ký tắt bản ghi nhớ đồng ý. Nga, Ukraine đồng ý thứ nhất sửa hiến pháp để khẳng định rằng Ukraine là trung lập vĩnh viễn. Ta cam kết ngày 29 chiều 50 chiều ngày 29 tháng 3 năm 22 thế rồi. Thứ hai, trong thời bình quân đội Ukraine có 80.000 quân thường trực, 15.000 quân về bên cạnh mặt Cộng hòa, có bao tên lửa bay, đầy đủ hết. Sau cái bà thứ trưởng ngoại giao từ Istanbul về Kiev thì là Thủ tướng Anh sang yêu cầu một ngày sau không được, cấm chỉ Ukraine không được ký cái gì về Nga cả. Hoa Kỳ với châu Âu sẽ hỗ trợ để đánh bại Nga. Vấn đề như vậy. Chứ không phải là Nga muốn chiếm Ukraine, không phải. Trong thời đại cái chiếm Ukraine là cái việc diễn ra thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chứ đầu thế kỷ 1 này không có một cái ông lãnh đạo nào điên rồ mà để chiếm đất của người khác cả. Mục tiêu rõ ràng, phi quân sự hóa, phi phần sự hóa là cái bộ máy phát triển. Người Đức khẳng định đấy ạ, trong cái chính quyền Kiev có một số phần tử đang bị Interpol truy nã. Tôi có tài liệu trong tay này. Thế cái mà. Cho nên chúng ta phải thấy rằng tất nhiên xét mặt nào đấy thì cái chuyện đường đột mà tấn công một nước khác thì cái chuyện này không chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta hiểu phía sau, đằng sau bản chất của họ. Chứ còn thật ra mà nói thì tiền đấy tôi nói với các bạn tại sao Nga thì thế. Nga thì kéo dài gần 3 năm mà không thành công. Tôi cho sai lầm lớn nhất của Putin ở chỗ đánh giá sai đối phương. Tôi cho rằng là trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt 24 tháng 2 năm 22, có lẽ Putin đã sai lầm trong đánh giá đối phương. Tôi tin rằng Putin không nghĩ nổi
lần đầu tiên lịch sử văn minh nhân loại, 42 quốc gia hợp tác đánh bại Nga, 18.500 lệnh trừng phạt Nga, chưa bao giờ lịch sử văn minh thế giới như vậy cả. Đánh giá sai về cái nỗ lực của Mỹ, phương Tây bao vây cầm vận trừng phạt, đánh giá sai về đối tượng tác chiến trực tiếp của mình. Và phải chăng tôi tin rằng Putin cũng đánh giá sai, cứ ngỡ rằng là cái vũ khí năng lượng của mình, châu Âu là 40% nhập khẩu khí đốt từ Nga, 30% dầu khí từ Nga, nếu mà không có dòng này thì chắc là châu chết, nhưng mà không có chết đâu ạ. Chúng tôi trở lại với Tôn Tử, mà nói với các bạn, Tôn Tử là một nhà quân sự, tôi cho rằng là tư tưởng của ông xuyên suốt mọi thời đại. Tôn Tử có nói thế này: trong cuộc chiến, biết mình biết người thì trăm trận đánh mà không nguy. Việt Nam ta có người gì trăm trận đánh thắng không có đâu. Nguyên văn Tôn Tử là biết mình biết người trăm trận thắng đánh mà không nguy. Chỉ biết mình không biết người, một thắng một bại. Không biết mình không biết đánh trận suốt trận đấy. Trường hợp Nga, trường hợp thứ hai. Thậm chí không biết cả mình, không biết đối phương. Chứ cái sai lầm kéo dài của Nga tổn thất là chính chỗ này. Cái sai lầm không thể chấp nhận được của Điện Kremlin là đánh giá sai đối phương trong cuộc chiến này. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương và chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, khả năng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng viện trợ cho Ukraine và rút Mỹ khỏi NATO khiến nhiều quốc gia thành viên không khỏi lo ngại về gánh nặng tài chính, cũng như nguy cơ suy giảm vị thế và ảnh hưởng của liên minh quân sự này trên trường quốc tế. Vậy thì các nước NATO đang có những toan tính gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hiện tại, các đồng minh NATO đang âm mưu đảm bảo Tổng thống đắc cử Donald Trump không thể cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Tờ báo Anh The Telegraph đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau để thảo luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có thể bị thuyết phục để cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga hay không. Ông Starmer đã tham gia một cuộc họp song phương trước lễ kỷ niệm với Tổng thống Pháp, nơi họ được cho là sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về các vấn đề chính sách đối ngoại, bao gồm cả xung đột ở Ukraine và Gaza. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể có những tác động lớn đến tương lai của Ukraine. Tổng thống đắc cử đã chỉ trích số tiền viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine và trước đó đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết rằng ông hy vọng người Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến thắng. Phát biểu của ông Healey nhấn mạnh sự ủng hộ trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột. Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Quốc gia đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào nước này vào năm 2022. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Ukraine khi cung cấp khoản viện trợ trực tiếp trị giá khoảng 106 tỷ đô la cho chính phủ ở Kiev. Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đang rơi vào thế bế tắc đẫm máu và chi phí nhân đạo tiếp tục gia tăng, tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine trở nên mù mịt khi nhiệm kỳ của ông Biden bước vào những tháng cuối cùng và ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Theo The Telegraph, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc liệu có thể thuyết phục ông Biden cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga hay không, và tờ báo này đưa tin rằng có hy vọng ông Biden sẽ ký thông qua biện pháp này. Ukraine từ lâu đã theo đuổi sự cho phép của Mỹ và Anh để tấn công lãnh thổ của Nga bằng vũ khí tầm xa, nhưng yêu cầu này cho đến nay đã bị từ chối do lo ngại rằng việc cấp phép cho Ukraine tấn công lãnh thổ của Nga sẽ làm leo thang xung đột. Các nhà lãnh đạo thế giới được cho là đang cố gắng đánh giá cách ông Trump định thay đổi chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Trong suốt chiến dịch của mình, ông Trump đã nói rõ ràng ông cam kết chấm dứt sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài. Tổng thống đắc cử tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong một ngày, một phát biểu khiến cả hai bên xung đột phải nhíu mày. Ông Zelensky đã khẳng định rằng ông muốn đẩy lùi cuộc chiến của Nga và giành lại các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, nơi đã bị Moscow sáp nhập từ năm 2014. Những kịch bản này có thể không xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nỗi lo ngại về kế hoạch của ông Trump dành cho Ukraine tăng cao sau khi có thông tin xác nhận rằng cả ông Mike Pompeo và bà Nikki Haley, những người ủng hộ Ukraine, đều sẽ không được trao các vị trí trong nội các của ông Trump. Điều này có thể đánh dấu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tại hội nghị thượng đỉnh tại Budapest tuần trước, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo rằng chúng ta không được giao phó mãi mãi vấn đề an ninh của mình cho nước Mỹ. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, trong trường hợp mà Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine dưới thời của chính quyền vị tân Tổng thống Donald Trump, NATO sẽ có những động thái gì để bảo vệ và hỗ trợ an ninh Kiev ạ? Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu. Cái vấn đề NATO là cái nguyên nhân mà Tổng thống Vladimir Putin đánh Ukraine. Cái vấn đề là Putin rất sợ Ukraine sẽ
trở thành thành phần của NATO. Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đó là một cái lực lượng quân sự mà cho đến bây giờ được Mỹ hậu thuẫn. Và nó bao gồm rất nhiều những nước Tây Âu và một số nước Đông Âu. Và những cái nước Đông Âu ở bên cạnh, ở gần Nga, trong đó có Hungary, trong đó có Poland và những cái nước ở xa trên Bắc Âu như là Thụy Điển. Họ cũng đang lo lắng cái vấn đề nếu mà Putin mà đánh thắng ở Ukraine thì cái thế lực bành trướng của Nga sẽ rất mạnh. Ở mặt kia thì Nga lại cũng lo sợ như thế, là nếu bây giờ Ukraine đi với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ trở thành một cái lực lượng mà chống lại cái sự phát triển của Nga, phát triển về quân sự và chính trị. Thành ra cả hai bên nhìn cái NATO như là một cái đối tượng mà một bên thì muốn có để bảo vệ mình, một bên thì nhìn đó là kẻ thù của mình. Nội tình của các nước châu Âu đã khó khăn rồi, bây giờ lại phải cái gánh nặng Ukraine. Mỹ từ trước đến giờ viện trợ quân sự cho Ukraine 175 tỷ USD. Với tất cả những cái vũ khí tối tân nhất của Mỹ có thể. Và bây giờ, nếu mà ông Donald Trump lên mà ông ấy chấm dứt chiến tranh, ông muốn chấm dứt chiến tranh tại Ukraine bằng cách là ngừng viện trợ, thì tất cả những cái viện trợ quân sự đó có thể sẽ ngừng ngay lập tức. Và đấy, ông ấy đã tuyên bố là trong vòng 24 tiếng đồng hồ ông ấy giải quyết được vấn đề Ukraine. Tôi cũng muốn là xem là Donald Trump giải quyết như thế nào. Ông Cương thì chắc là nghĩ có lẽ cùng với tôi là có lẽ 72 tiếng đồng hồ cũng còn khó, chứ không nói là 24 tiếng đồng hồ. Và NATO có thể nếu mà tất cả tập hợp lại cũng chưa có những cái lực lượng quân sự, và nhất là về vũ khí nguyên tử, không thể mà bằng Mỹ được. Thành ra NATO đang đứng trước một cái lo lắng là liệu mà Mỹ rút đi thì có thể thay thế cho vai trò của Mỹ tại Ukraine hay không. Và đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng hiện tại NATO cũng đang ở trong cái lúc mà đang chờ đợi là xem Tổng thống của Donald Trump sẽ có những cái chiến lược như thế nào vào cái ngày 20 tháng 1 sắp tới đây. Nhưng mà hiện tại tôi biết là theo tin của báo chí ở bên đó cũng đang rất là lo lắng trước tình hình chính trị tại Mỹ cũng như là tại châu Âu sắp tới đây. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu. Tôi xin phép được nghe những ý kiến chia sẻ của chuyên gia Lê Văn Cường. Xung quanh cái đắc cử một cách áp đảo của ông Donald Trump á, ngay trước bầu cử thì cả năm 24 này, từ đầu năm bây giờ rồi, nhưng phải bây giờ châu Âu là lo ông Trump lên. Ông Zelensky cũng lo. Rồi người ta đưa hàng trăm bài nói này kia, nhưng mà thật ra thì cũng không đến mức như dư luận châu Âu nghĩ đâu. Cái chuyện dư luận nói rằng là nếu như Nga thắng Ukraine đó, thì ông ta sẽ đánh Baltic, đánh Ba Lan, rồi đánh được này kia. Cái là chiến tranh tâm lý. Sau khi đi dự ở Phần Lan về cái thành viên thứ 31 của NATO, thì Rottenberg có nói thế này: không có đâu, Nga có thắng Ukraine, không thể không có sức mà đánh cả nước trong NATO nữa. Ít ra 10-15 năm nữa Nga cũng chưa khôi phục được. Cho nên cái chuyện mà nói rằng là, tôi muốn nói với các bạn rằng là thường xuyên cái Mỹ phương Tây châu Âu, cả hàng triệu cái loa nói rằng là Nga mà thắng Ukraine thì đánh cả châu Âu. Đấy là chiến tâm lý, chủ trương từ Washington để buộc châu Âu phải gắn lên với Mỹ. Mục đích của Mỹ là biến Nga thành một kẻ hiếu chiến khát máu. Cái điều thứ hai là người ta cũng đưa tin rằng Trump lên rồi sẽ cắt viện trợ của nó, không có đâu. Làm gì có. Ông Trump một cách tiếp cận khác. Joe Biden. Cách tiếp cận Joe Biden là cách tiếp cận của một người mà có 49 năm làm chính trị rồi, lọc lõi rồi. Cái đầu ống quả sàn trong đầu đấy. Chỉ của Joe Biden vì tập hợp lực lượng cả thế giới đối phó với Nga và Trung Quốc thôi. Chẳng làm được. Chẳng, bản thân là một doanh nhân. Ông ta tuyên bố khi tranh cử, ông nói không,
Tôi không khai mở chiến tranh. Tôi dứt khoát tôi phải dẹp chiến tranh thế giới. Mà nói thẳng công khai, nếu vừa rồi mà tôi làm tổng thống chẳng có chiến tranh Nga Ukraine này. Đây là quan điểm của ông Trump. Rồi còn lời ông nói rằng là tôi sẽ giải quyết cuộc chiến Nga Ukraine 4 tiếng thôi thì kể ông con người này thì mổ bà nói như vậy thôi thì mình không trách. Chứ làm gì có 4 tiếng. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng ông cắt viện trợ Ukraine không có đâu. Không chứ có. Nhưng mà ông sẽ buộc Zelensky. Cái cách tư duy của ông Trump tiếp cận Trump là trao đổi. Chứ không phải một chiều Joe Biden. Joe Biden là như chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu nói rằng là 170 tỷ. Trump bao giờ? Trump là nhà kinh doanh. Tiết kiệm cũng tiền lắm. Nó không phải niệm qua cửa sổ 170 tỷ. Nhưng mà Trump bao giờ làm trò này? Để Joe Biden thôi. Muốn lấy thêm tiền của Mỹ nữa. Ông phải chấp nhận điều kiện này. Tiếp cận của Trump là trao đổi. Là kinh tế. Được rồi. Ông muốn mình viện trợ vũ khí và tiêm đạn nữa thì ông phải dừng lại. Ông phải đàm phán với Nga. Ông phải chấp nhận đóng băng của chiến tranh lại. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ. Chứ không phải làm một cách vô nguyên tắc 170 tỷ như ông Joe Biden. Cách tiếp cận của Trump là tiếp cận một doanh nhân. Kinh tế trước hết. Đồng tiền. Có địa chỉ của nó. Và có điều kiện để vung tiền ra. Chứ không phải như ông Joe Biden. Tôi đoán rằng là ông có thể xử lý bài toán này thế này. Không thằng được hết là ông phải thấy nó không thằng Nga được. Là bây giờ Joe Biden nói không thằng Nga rồi. Cả châu Âu thừa nhận thằng Nga rồi. Nên nhớ là cuối năm 22 là năm thất bại của Nga đau đớn nhất. Khi ấy là Washington, Bruxelles hợp tác với nhau. Hỗ trợ Ukraine để đánh bại Nga trên dứt khoát vì Nga vì ngựa bùng trên lãnh thổ Ukraine. Đấy là vào tháng 12 năm 22. Cái lúc vậy cái thằng 10, thằng 9 năm 22 là Nga nhục nhã nhất rút khỏi Cây Sơn và thất bại hoàn toàn. Đến mức độ tháng 12 năm 22, Zelensky sang là phát biểu quốc hội mà. Một số báo ngoài phóng viên của Washington Post và New York Times. Còn viết những bài nó điên như thế này cơ mà. Từ năm 1945 bây giờ, chỉ có hai người phát biểu ở Quốc hội Mỹ để lại ấn tượng thôi. Thằng Trump, nguyên thủ nhà phải của Quốc hội Mỹ rồi. Thứ nhất Sarkozy năm 46, thứ hai Zelensky. Cái tháng 12 năm 22 là cái nó bơm Zelensky như là một anh hùng vĩ đại nhất của thế giới. Thắng đến nơi rồi. Thế rồi sau cái tổng phản công ngày mùng 4 tháng 6 năm ngoài thất bại hoàn toàn. Năm 24 này càng thất bại nữa. Thì bây giờ không tuyên bố công khai. Nhưng Washington và Bruxelles đã thấy rằng không thằng Nga. Cố gắng không để Ukraine thua. Cho nên vấn đề đối với Ukraine và Nga thì hiện nay là một ẩn số. Ở đây còn vấn đề phía bàn tay này này. Dư luận nói rằng quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Putin. Cái chuyện này cũng không nên nghĩ đơn giản. Đúng là có quan hệ. Nhưng ông Trump thần thăng thay đổi. Tính ông Trump là một người thất thường lắm. Chứ không đơn giản đâu. Ông dám là không có ai bàn truyền thống cả. Chỉ có đồng tiền là bàn của ông thôi. Nhưng mà Trump có tư tưởng đấy. Cái bộ sầu của Trump cũng thông minh. Cũng có tất đốt chiến lược lắm. Cái ý tưởng là muốn hòa hoãn với Nga là có lý đấy. Mà do cái quân thần của Trump đấy. Mà tôi cho cái tư tưởng đấy. Tưởng chiến lược siêu phàm đấy ạ. Trong buổi cảnh này. Thôi. Đừng làm căng với Nga vừa phải thôi. Để mục đích gì? Tách Nga khỏi Trung Quốc. Hàng trăm cái chính trị gia như là Zelensky này. Như là ông Kissinger trước đây ông chết năm ngoái rồi. Kissinger 5 lần nói thế này này. Cái sai lầm lớn nhất của Mỹ là cùng một lúc chống cả Nga và Trung Quốc để họ bắt tay với nhau. Khi Trung bắt tay với Nga thì Mỹ thua. Chính Zelensky và Kissinger bỏ đừng làm để sai lầm. Và tôi nghĩ rằng có lẽ Trump có thái độ có vẻ ở mức độ khác với Joe Biden với Nga đó. Có lý của ông đó. Để giảm bớt cái mối quan hệ thân thiện giữa Nga và Trung Quốc. Cái thay thông qua Nga, mục đích của ông Trung Đông là Iran. Vấn đề trung tâm của Trung Đông là Iran. Ông ra điều kiện chứ làm gì ông cho không ông Putin. Tôi sẵn sàng có thể là hợp tác với ông.
Nhưng ông phải giảm bớt cái mối quan hệ với Iran, giảm bớt quan hệ với Triều Tiên, chấm nó có đi có lại. Mà nếu tính cách như vậy là tuyệt vời, nó đúng với cả học giả hàng đầu của Mỹ như Kissinger và Nancy. Có lẽ chúng ta cũng chưa biết là Donald Trump lên nắm chính quyền thì sẽ có những quyết định gì về Ukraine. Ông ta chỉ mới tuyên bố trong lúc tranh cử là ông ta sẽ giải quyết chiến tranh trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Giải quyết như thế nào thì chưa ai biết. Có rất nhiều những cái lý thuyết cho rằng ông ấy sẽ yêu cầu Ukraine sẽ nhượng một số phần đất cho Nga, và nếu mà Nga chấp nhận thì hai bên sẽ bắt tay hòa bình và chấm dứt. Một số những cái lý thuyết như thế. Rồi cũng có cái lý thuyết là ông ta sẽ ngừng ngay tất cả những cái viện trợ và để cho mặc Ukraine với lại NATO đánh nhau với Nga. Còn ông sẽ phất cờ trắng, vỗ tay và bỏ cuộc. Chúng ta chưa biết. Thành ra chúng ta sẽ xem. Sẽ xem trong mấy tháng tới Donald Trump sẽ làm cái gì. Có một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng nó đang hình thành một cái liên minh mà dĩ nhiên là những quốc gia ở trong cuộc không gọi nó là liên minh, nhưng mà cái sự bắt tay giữa Nga và Trung Quốc càng ngày càng chặt chẽ, đặc biệt sau khi mà Nga bị cấm vận, và đặc biệt chẳng hạn như trong cái việc mà SWIFT, một cái công ty, một cái cơ quan mà liên quan đến cái vấn đề thanh toán quốc tế, loại Nga ra khỏi cái danh sách của các nước tham gia vào SWIFT, thì lập tức Nga và Trung Quốc có một cái hệ thống thanh toán với nhau. Thế bây giờ lại có sự nhập cuộc của Triều Tiên vào trong một cái vấn đề của Ukraine. Và hình như đâu đó có cái bóng dáng của Iran là nước Hồi giáo cũng có thể sẽ vào cuộc trong cái chuyện này. Thành ra cái vấn đề nó không phải là cái vấn đề đơn giản là giữa Nga với lại Ukraine, mà cái vấn đề của nó là Ukraine với Mỹ, với NATO một phía, và Nga với Trung Quốc và các nước có thể là mình không gọi là đồng minh nhưng mà các nước mà thân hữu của Nga. Thế giới có thể đi vào trong một cái bối cảnh mới, trong đó cái sự phân cực có thể nó sẽ mạnh mẽ hơn, và từ đó có thể có những cái mà ngoài cái sự dự báo của chúng ta ngồi đây ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn những nhận định đánh giá vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Cương cũng như là chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, trong những ngày qua, Nga đã liên tục gây sức ép lên Ukraine khi mà triển khai các cuộc tấn công lớn. Và trong bối cảnh hết sức rối ren khi mà ông Donald Trump trở thành tân tổng thống lần thứ 47 của nước Mỹ, nguy cơ Ukraine mất hết viện trợ từ Mỹ và trở thành gánh nặng trên vai đối với các nước NATO có vẻ như là rất lớn. Có rất nhiều kế hoạch chiến lược cho cuộc xung đột Nga-Ukraine được đưa ra. Không rõ ông Donald Trump sẽ theo đuổi chiến lược nào trong số này, nhưng bất kỳ nỗ lực nào nhằm khởi động quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, chưa nói đến việc hoàn tất nó, đều phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Chương trình Bình luận Quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thế đến bây giờ, cái bàn cờ quân sự của Ukraine cũng nằm được. Chứ tôi cho ông đấy là cái thất bại của Nga, có thể nói như vậy. Một cái sai lầm và thất bại, một cái yếu kém của tình báo và an ninh Nga. Cái sai lầm lớn nhất của Nga trong cái chuyện này là đánh vào một quốc gia có chủ quyền. Hôm nay là đã hơn 2 tháng rồi mà không đuổi được quân lính Ukraine ra khỏi quốc, thì tôi cho đấy là một cái phía sau vấn đề này là một cái yếu kém thực sự. Cái vấn đề NATO là cái nguyên nhân mà Tổng thống Vladimir Putin đánh Ukraine. Trong lực lượng của Nga có điệp viên của Ukraine cả cắm vào, chắc chắn có. Thậm chí ngay cả trong bộ tổng tham mưu cũng có. Chứ còn ngược lại, Nga không làm điều này. Nhưng mà cái sự bắt tay giữa Nga và Trung Quốc càng ngày càng chặt chẽ, đặc biệt sau khi mà Nga bị cấm vận. Tôi cho rằng là trước khi phát động chiến dịch biển 24 tháng 2 năm 22, có lẽ Putin đã sai lầm trong đánh giá đối phương. Tôi tin rằng Putin không nghĩ nổi. Lần đầu tiên lịch sử văn minh nhân loại, 42 quốc gia hợp tác đánh bại Nga.
18.500 lệnh trừng phạt Nga chưa bao giờ lịch sử bắn chỉ như vậy.